trong đám đông, có một cô bé kéo nhẹ góc áo của người mẹ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn vũng máu trên mặt đất kia mà nói: "Hai người đàn ông cũng có thể kết hôn sao?" Người mẹ hoảng hốt chạy kín miệng bé gái: "Nói linh tinh cái gì đấy?" Cô bé ngoan ngoãn không nói nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về hướng đó. Nhưng rõ ràng là họ đang cười mà.